rồi chia cho các con, phụ xe, đánh cá, ăn xin. 10 sao bóng đá trước khi nổi tiếng từng phải lăn lộn ra sao? Top 5 từng phải uống sữa, pha loãng nước. 10. Năm 16 tuổi, Nick Pope bị loại khỏi học viện của Ipswich. Thủ thành này phải đi giao sữa lúc 4 giờ sáng nhằm kiếm thêm thu nhập và thi đấu bán chuyên để theo đuổi đam mê. Trong quá khứ, Neymar từng phải theo bố đến các bến tàu, bến xe, bốc vác để mưu sinh. Neymar không có cơ hội được đào tạo bóng đá bài bản. Anh chỉ dám lân la chơi bóng bên ngoài sân vận động với hy vọng sẽ lọt vào tầm ngắm của tuyển trạch viên. 8. Khi mới chỉ 5 tuổi, Icardi đã phải đi giao bánh ngọt để giúp đỡ mẹ. Lên 7 tuổi, anh tiếp tục kiếm tiền bằng công việc trông xe trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. 7. Alexis Sanchez xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng mỏ. Cha rời bỏ gia đình từ khi anh là một đứa trẻ. Tiền đạo người Chile phải sống cùng mẹ và bố dượng trong một căn nhà gỗ nhỏ. Để phụ gia đình kiếm sống, Alexis phải lang thang đi diễn xiếc rong, xin từng đồng bạc lẻ của khách qua đường bằng những màn nhào lộn mua vui. 6. Sau khi cha giải nghệ, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính và phải đối diện vô vàn khó khăn kinh tế. Mẹ của anh phải pha loãng sữa tươi với nước rồi chia cho các con. Anh chính là Romelu Lukaku.